Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Người dân miền Nam được hưởng tự do, dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đã dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do. Trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, họ phải trải qua bao bão tố, phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ. Cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện vượt biên dài nhiều tập của tác giả Duyên Anh, một nhà văn nổi tiếng của thời Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 8 tháng 4 năm 1976, Duyên Anh bị bắt đi tù cải tạo. Sau khi ra khỏi tù vào tháng 11 năm 1981, ông vượt biên đến Malaysia. Tháng 10 năm 1983, Duyên Anh sang Pháp định cư. Bởi vì chính Duyên Anh là người vượt biên và đang sống trên đảo Bidong vào thời điểm đó, nên đã chứng kiến cảnh thuyền nhân vượt biên gặp hải tặc, sóng gió giữa biển khơi và những nỗi gian nan bi ai của cuộc đời tị nạn trên đảo Bidong. Câu chuyện mang tựa đề Quảng Trọ Trước Cổng Thiên Đàng. Mời quý thính giả nghe tiếp phần 5. Anh biết sự tích chiếc tàu VT-748 này không? Em biết à. Bạc Thanh kể, hôm nay em mới nhìn thấy xác nó. Sự tích nó ra sao? Đi thẳng anh à, nếu những tập Mã Lai có lương tri thì VT-748 và sự tích của nó là vết hằn vô nhục lên lương tri nhân tộc Mã Lai. Chiếc tàu VT-748 chở ngót 1.000 người Việt Nam rời bỏ quê hương yêu dấu đi tị nạn. Nó ghé đảo Bidong thuộc Tây. Mã Lai chưa có mở cửa đón dân tị nạn cộng sản vì chưa có ai thuê đất Mã Lai chữa dân tị nạn cộng sản cả. Chiếc TV-478 tưởng thế giới tự do thì nơi nào tâm hồn của người cũng tốt đẹp và ấm ấp tình nhân loại. Nó hân hoan lao vào những hòng súng lớn nhỏ của lực lượng đặc nhiệm Mã Lai bảo vệ hòn đảo dừa hoang vắng, nhắm đụng nó mà xạ đạn, đuổi nó ra khơi. Nó không chịu ra khơi vì chẳng hiểu sẽ trôi dạt tới nơi nào. Nó cứ sững vào hy vọng sự liều chết của nó gợi được lòng trắc ẩn của con người. Những con người vốn là công cụ của chính sách, của mình lệnh, nhất là con người lệnh thời bình lâu năm chưa sung trận nên rất thèm giết đồng loại. Lực lượng đặc nhiệm Mã Lai đã phóng vào chiếc tàu tị nạn trong mưa đạn tàn bạo. Chiếc tàu bất hạnh vẫn lao mạnh rồi bị kẹt. Những tị nạn hoảng hốt nhảy xuống biển nhưng Mã Lai không tha. Mũi súng trúc thấp, cuộc tàn sát hợp pháp khởi sự. Máu những tị nạn đỏ lo một vùng biển, máu cù già, máu người nhỏ, máu thanh niên, máu thiếu nữ, máu những người mẹ hòa cùng biển xanh và đã tạo thành âm hưởng thiêng liêng của lời kinh khuyên thiện. Chẳng một ai bơi nổi sạc vào bờ. Hai người cuối cùng, một cô gái và một bố lão thoát mưa đạn. Bố lão đã gần vô bờ, cô gái kêu cứu sặc sụa. Ngoài ra, tình người nổi dậy vội vàng bơi ra rồi dìu cô gái. Nhưng đàn bảo vệ lãnh thổ Mã Lai không mảy may xúc động. Cô gái và bố lão
đã chẳng có cơ hội đặt chân lên đất tự do. Diện tích này kể như huy hoàng nhất của lịch sử văn minh Mã Lai Ả. Nhờ vụ VT-748, các ủy Liên Hợp Quốc rủ lòng thương và thuê đất Mã Lai chữa dân tị nạn Cộng sản Việt Nam. Và Bù Lâu Bí Đông, Bù Lâu Tăng Ga mở cửa, xác chiếc tàu VT-748 vẫn nằm nghiêng trên bãi biển. Một nghệ sĩ dân gian tị nạn nghẹn ngào thân phận TV-748 và người mộ Bố Lão đã tạc tượng Bố Lão và dần tượng Bố Lão ở lưng đồi quay mặt ra biển cả. Pho tượng và sắc tàu là hai dấu ấn ngậm ngùi của thời đại mà những loài sản sinh ra danh từ bao people, dịch sang tiếng Việt là thuyền nhân. Nó còn đó sừng sững nhìn thế giới tự do và thủ tục lên thiên đường nghiệt ngã. Tôi đến gần pho tượng. Pho tượng chứa linh hồn của 1.000 thuyền nhưng không bao giờ được hân hạnh khai giang dội. Lý do rời Việt Nam, vuốt ve pho tượng tôi thì thầm: thưa cụ, đó là cái giá của tự do và thế giới tự do. Cụ may mắn lắm, cụ không biết quặng cò được cổng thiên đường. Buổi chiều mặt trời tụt dần xuống ở một góc biển, sóng vỗ mạnh vào kè đá. Ngắm hoàng hôn sự người bỗng nhớ Việt Nam chi là. Dứt hương quang sẽ bừng tỉnh mạnh liệt và khiến ta ngực ngơ khi ta bị ngược đãi ở quê người. Bây giờ ta mới hiểu, dứt hương quang sẽ bình tĩnh mạnh liệt và khiến ta ngơ ngẩn khi ta bị ngược đãi ở quê người. Bây giờ ta mới hiểu ý nghĩa của hai tiếng tổ quốc. Không có tổ quốc, ta lạc lòng bơ vơ. Ta sẽ đến nước Mỹ, nước Úc, nước Pháp, nhưng ta vẫn không có tổ quốc. Một người có tổ quốc là một người không có gì cả. Dù ý thừa thải đủ thứ, bất hạnh cho bất cứ ai không có tổ quốc. Càng bất hạnh cho bất cứ ai phải cưỡng từ tổ quốc của mình để tuyên thệ trung thành về tổ quốc thiên hạ. Ôi tổ quốc Việt Nam yêu dấu, tìm được bao nhiêu tâm hồn còn nặng tình được cụ. Sau khi đã dạt tôi tự sự tha phương cầu thực, tôi chỉ mới ở Bù Lâu Bí Đông và chưa bao năm mà được chứng kiến sự đổi thay để nào nồng của đồng bào tôi. Chẳng hạn, những người cùng chuyển Bù Lâu Bí Đông 821 với tôi hôm nào linh đinh trên mặt đại dương cộng khổ cộng khác, vừa chứng ược chứng rạo lên bờ đã tranh giành mấy chiếc quần áo cũ của người Mã Lai bị nổi chửi nhau thậm tệ. Hôm nào lên đinh trên mặt đại dương những thanh niên bày tỏ ý chí sắt son, vừa bước chứng rạo lên bờ đã lăng xăng nịnh bờ lĩnh Mã Lai tìm điệu thuốc lạ tầm thường. Hôm nào lên đinh trên mặt biển đại dương nằm xếp lớp như bầy cá ương trên bông tàu, vào đảo là ảo đầm lòe lòe vinh vinh vào vào, bắt bồ với cảnh sát, với lực lượng đặc nhiệm, với cao ủy địa phương để chứng tỏ mình không giọng thuyền nhưng khác. Nỗi đau đớn vẫn đậm đà ở manh ảo phát trần và đã ngỡ nó nằm tận Việt Nam. Thủ thực, tôi không nhìn thấy cái đẹp đẹp của một số người, nhất là số người thuyền nhưng chức sắc. Và tôi không tin rằng những người này tha thiết hồi hương. Anh nghĩ gì thế? Về những ngày luân lạc, tôi nắm tay Kiều Nhị đưa nàng lên ngọn đồi tôn giáo, gọi là đồi tôn giáo, vì có ủy Liên Hợp Quốc cho xây trên đồi một ngôi chùa, một ngôi nhà thờ Thiên Chúa và một ngôi nhà thờ Tin Lành. Thuyền những đại đức Sa Nhi cư ngụ tại nhà chùa, thuyền những linh mục thầy dòng cứ ngủ tại nhà thờ, thuyền những mục sư cứ ngủ tại nhà thờ Tin Lành. Người Mã Lai theo Hồi giáo nên nghiêng nặng tình cảm về Phật giáo, nhưng mà Phật giáo đã phân hóa ở Bù Lâu Bí Đông. Hồi Phật tử của người Hoa do các ủy tàu đỡ đầu không hợp tác với nhà chùa tị nạn, dẫu cho lý lịch họ khai là dân Việt Nam. Điều đáng chú ý là chú mò ảo tràng của nhà chùa là do linh mục Sa Mình, người Pháp mua tặng. Nhà chùa, nhà thờ và nhà Tin Lành đều có tiếng nói trên đài phát thanh Bù Lâu Bí Đông.
Buổi chiều cơm nước xong, thuyền nhưng rủ nhau lên đồi tôn giáo. Những tín đồ ngoan đạo thì vào nhà chùa, nhà thờ cầu nguyện. Những tín đồ hoang đàn và những kẻ vô đạo, hầu hết là tuổi trẻ, thì từng cặp nam nữ tìm đến những góc đá kín đạo tình tự. Họ ôm nhau hôn nhau, thề thốt hứa hẹn ngày mai. Đồi tôn giáo do đó còn được hiểu riêng một nghĩa thật xấu và thật tốt: đồi tình yêu. Ngọn đồi thơ mộng cả ban đêm lẫn ban ngày, đứng trên ngọn đồi phóng tầm mắt ra khơi, tôi thấy những ngọn lửa chài le lỏi. Tự nhiên sao mà nhớ nhung vùng biển Nha Trang, Vũng Tàu, Kiều Nhị và tôi. Chỉ một chỗ ngồi vặn vẹ, cứ khoác tay lên vai nàng, em sẽ quên đồi tôn giáo, quên quán trọ trước cổng thiên đường. Tôi định nói thêm, quên thảm cảnh giữa biển khơi, xong tôi đã ngừng lại sợ Kiều Nhị khóc. Tại sao em phải quên? Bởi vì người ta không thể làm tương lai bằng những nỗi nhớ. Kỷ niệm chỉ là nơi đồn trú, nơi trở về của những kẻ lạc bước đời. Cuộc đời sống luôn luôn thay đổi, sự thay đổi của nó sẽ đưa nỗi nhớ vào quên lãng. Anh sắp làm em khóc, thì thôi cứ nhớ. Có điều chắc chắn em sẽ quên anh. Em không quên anh. Thực tế đi Kiều Nhị, em phải chọn nước Mỹ. Dù rất yêu em, rất muốn có em làm vợ, anh không có quyền chọn nước Mỹ để sống hạnh phúc bên em. Mà em cũng chẳng có quyền khước từ nước Mỹ, khước từ định cư ở Mỹ. Phải đoàn Mỹ ban phúc định cư cho em là đã quá hào hiệp rồi. Họ không ban phúc tình yêu cho em đâu. Em sang Hòa Lan với anh, Hòa Lan khước từ em à. Vậy chúng ta lại nhau. Rất tiếc là thiếu cái khối hộ tịch ở Bù Lâu Bi Đông. 2 tháng nữa em sẽ rời đảo xuống sân bay Bessi, rồi 3 tháng sau em sẽ hoặc bay thẳng sang Mỹ hoặc sang Phi Lục Tân chờ một thời gian vào nước Mỹ. Ngày xưa một thi sĩ viết: tình yêu đến tình yêu đi ai biết, trong gặp gỡ đã có mầm ly biển. Với anh tình yêu đến anh không biết, nhưng tình yêu đi anh biết. Đừng nghĩ thiếu anh đời em vô nghĩa, đừng nghĩ thiếu Kiều Nhị. Hãy cứ vì anh cơ hồ hạt bụi vương vào mắt em khoảnh khắc, hay vì anh cơ hồ sợi khỏi lọc vào mắt em làm em tổn vài giọt lệ. Em hiểu rồi. Em hiểu sao? Anh yêu em vì thương hại em. Em đã hiểu sai. Anh yêu em vì anh yêu em. Nếu em ngờ anh thương hại em thì chính anh đã thương hại anh và thương hại thân phận Việt Nam tị nạn. Nghe anh nói Kiều Nhị, em nghe đây, chúng ta sẽ lấy nhau không lấy giả thú. Nếu chúng ta ở quê nhà hay đã vào thiên đàng để tam quốc gia, giả thú là cái gì? Nó chẳng ràng buộc được tình yêu đâu. Ở đây cái quãng trò phiền toái này nó rất cần thiết cho sự hạnh phúc, cho sự lặng hạnh phúc định cư. Nếu chúng ta cùng đi một chuyến tàu và yêu nhau trên chuyến tàu đó, chúng ta sẽ gian dối khai rằng chúng ta đã thành hôn, nhưng vì trốn đi tìm tự do không thể nào mang theo giấy giả thú, phải đoàn nào cùng tin. Thế giới tự do ngu lắm, họ tin cả cộng sản nói lạo được cơ mà. Và chúng ta sẽ nặng tay nhau vào một nước thiên đường bằng gian dối. Kiều Nhị thở dài, tôi buộc tóc nàng. Tự do mà thế giới ban phạt cho những tị nạn cộng sản hôm nay y hệt tự do mà chính sách Mỹ ra mệnh lệnh bắt bỏ thống trị tay sai ban phạt cho dân nước nhỏ. Nàng nói, em sang Mỹ chờ đợi anh. Tôi vội nhẹ vai nàng, lâu lắm, 6-7 năm em không chờ được nỗi đau. Em chờ đợi anh suốt đời. Thực tế một chút Kiều Nhị, 6-7 năm là thuở đời chờ mong. Tiểu thuyết không phải là thời ta sống lưu vong. Bản chất của em thật tốt, thật đẹp, nhưng em sẽ bị quay cuồng trong vụ trả lừa lọc trục giật của đời sống Mỹ. Ở Mỹ tình đồng bào của em cũng mai mọt, nói chi tình yêu đôi lửa.
anh bị ảnh hưởng bản thân rồi. Em nên ngờ vực anh. Em chung thủy mà anh thiếu chung thủy. Vì sao? Em à, hãy có tình yêu như khói trắng, như bụi mây. Tình yêu rất mơ hồ dù em đã một đời bâng khuâng vì nó. Chúng ta có những ngày êm ải ở đảo Bulawidong, thể đạt quả thường. Anh có tình yêu dạng gì như mọi người trên đảo? Tình yêu dạng gì như mọi người trên đảo nằm trong câu tình bi đông có lít là răng. Tình yêu trên đảo bi đông là thứ tình yêu tị nạn. Người ta thản nhiên yêu nhau rồi người ta thản nhiên xa nhau. Đài phát thanh Bulawidong có một chia ly rất cải lương và rất buồn ngùi. Nó mở đầu cái thông báo chuyển trại, dòng xuống công viên sượt bước và các khúc nghìn trùng xa cách, rên rỉ năm bảy lượt, đến lúc cano cho dân tị nạn rời đảo, rời quảng trò thứ nhất trước cổng thiên đường, thì những cái miệng vừa mẹo xịt tiện đưa đã vội vàng cười toe toét. Và chàng ở lại, nàng ở lại sẽ đi tìm nàng và chàng khác để có lịch lại rong từ quảng trò trước cổng thiên đàng vào nước thiên đàng dẫu nhiêu khê, nhưng vẫn không thể so sánh với đoạn đường buôn tàu linh đinh trên đại dương. Vậy mà ghé đạo, chàng sĩ quan học tập cải tạo thoát đời tù, may mắn trốn khỏi Việt Nam, đi tìm vợ con yêu quý, nhanh chóng quên mục đích tình nghĩa, san sẻ ngay nhớ nhung cho nàng thuyền nhân. Nàng thân gái dặm trường ẩm con vượt biển đi tìm chồng di tản bên Mỹ, bên Tây, ghé đạo ôm ấp đợi chàng thuyền nhân cố độc cho bỏ thèm. Tình yêu là cao quý, là vợ chồng, chồng yêu vợ càng cao quý, mà người ta coi thường. Nói chi tình yêu đồng bào tổ quốc, ở chung một nhà, nằm chung một phòng, thuyền những nam nữ độc thân, dễ dàng yêu nhau. Đến nỗi có ủy phải khuyến khích ngừa thai, bích chương giảng khắp nơi, tại sao bạn lại mang bầu trên đạp. Khối y tế vui vẻ phát thuốc ngừa thai cho đàn bà con gái và dụng cụ làm tình cho đàn ông con trai. Khối y tế bảo đảm không tiết lộ tên tuổi những người xin thuốc ngừa thai. Bulawidong làm tình vui vẻ, làm tình trên núi, làm tình trên bờ suối, làm tình ở hốc đá đồi tôn giáo, làm tình ở long hao ở sóc hao. Và đời có lít là rong. Quan niệm ái tình của thuyền nhân là quan niệm tách nước, luyện ái tách nước, kiều nhị, đã nghĩ đúng, nhưng không đúng với tôi, tội nghiệp nàng. Nếu anh có tình yêu dạng gì như tình yêu Bulawidong, anh đã không cần nói nhiều với em. Nàng nắm chặt tay tôi, em xin lỗi anh. Tôi an ủi kiều nhị, em không có lỗi gì cả. Kiều nhì sụt sùi, em chẳng muốn đi định cư ở Mỹ nữa. Em muốn theo anh hoặc muốn sống bên anh mãi mãi tại đây. Tôi nói, có lý là bắt buộc em phải rời đảo. Muốn theo anh, em vẫn phải sang Mỹ chờ đợi. Mà lại không cho phép chúng ta làm chủ đảo đâu. Không có tự do cho thuyền nhưng chúng ta chối bỏ tự do kỷ luật. Vượt biển để tìm tự do và chỉ được hưởng tự do chỉ định. Thân phận của chúng ta sẽ vô cùng bi đát. Im lặng, tôi nhìn biển đêm, nhìn cái mông lung khôn cùng của một trời đất. Bất giác tôi nhớ lại những tháng năm tù ngục. Ở tù thật nhiều ước mơ. Nỗi ước mơ rực rỡ nhất là ngày nào đó thoát nhà lao mà trốn sang thế giới tự do. Tôi tưởng thế giới tự do sẽ dang rộng đôi tay thân ái ôm ấp thuyền nhân. Tôi tưởng thế giới tự do, thiên đường của nàng nhân cộng sản sẽ bộ về an ủi những kẻ bị chịu đựng oan khiêm vô sản để soi sáng hạnh phúc tư bản. Tôi đã đến thiên đường ước mơ ấy và tôi nhìn rõ trái tim nhân loại. Khi có người còn lệ thuộc vào miệng cơm manh áo ác chừng, còn lo lắng một nơi chốn định cư chỉ định, có người mất hết tự do. Dẫu đã định nghĩa tự do bằng chiếc xuồng đuôi tôm thách thức với cuồng nồ của đại dương, bỏ một vùng trời mà mình khao khát tự do
để đến một vùng trời mà mình ngao ngán tự do. Tôi bận tội nghiệp tôi quá, thiên đàng chắc chắn là quê hương khổ khổ của tôi. Đối với tôi nơi đó những nghèo ngào được chia sẻ, và tôi được nhìn những giọt nước mắt tình nghĩa ứa ra trong cảm thông cay đắng. Tôi đã thành thực nghĩ rằng tôi đi chiến đấu cho tự do. Bây giờ ngơ ngác trước cổng thiên đường, tôi thấy ý nghĩa của tôi trở nên ảo tưởng. Thiền nhân đã trả giá xứng đáng cho sự bôn đào, cho sự sợ hãi, cho mọi gian truân đòi đọa, nhục nhã khôn lường. Họ đã hiểu tại sao họ đi tìm sinh đạo trên tự đạo. Vậy mà vừa tẩy đạo, họ nhanh chóng quên tất cả. Bu Lâu Bi Đông là biểu tượng của đất hứa, là một miền đất hứa trong lịch sử lưu lạc của dân tộc Việt Nam. Hãy hình tượng đạo nhân Do Thái theo Mô-xê về đất hứa. Hãy hình tượng những hoang lạc xác thịt, những sa đọa tâm hồn khi họ đến đất hứa. Nhưng họ, đám người dân Do Thái u mê ấy, còn có Mô-xê thức tỉnh lương tri của họ bằng 10 điều giới răn. Thiền nhân trên đạo có ai? Một tượng trại lãnh đạo chế độ quân Việt bù nhìn đội cảnh sát lực lượng đặc nhiệm Mã Lai, và đạt nhân tị nạn không thương xót với những tâm hồn đó tự do của dân tộc, lại mang một nghĩa trừ tượng mới. Và tôi thấy sự rời bỏ quê hương của tôi hoàn toàn sai lầm. Tôi muốn đích thực chiến đấu cho tự do. Chúng ta cần phải trở lại quê hương. Tương lai của dân tộc Việt Nam, lịch sử của dân tộc Việt Nam không bao giờ có ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc. Không bao giờ có bởi những giành giật của những con người hèn mọn, bởi những gian dối của những con người mục nát, bởi những thèm khát hưởng thụ vật chất của những con người tầm thường, mà chỉ có bởi những hy sinh cao cả, chỉ làm nên bởi những kinh qua thống khổ của người Việt Nam ngay trên đất nước Việt Nam. Khi tôi thấy sai lầm, tôi không có cơ hội chiến đấu cho tương lai sự sợ tôi, bởi anh em ở lại quê hương của tôi nữa. Và tự do mà tôi ngờ là mình thấy sau nhiều toan tình vượt biển, trầy trùa, đã trở thành thứ tự do không có định nghĩa. Nó vô tích sự cho hạnh phúc của dân tộc tôi, nó vô tích sự cho tình yêu của tôi và kiều nhị. Em lành rồi, mình về anh nhẹ. Chúng tôi rời đồi tôn dạo. Khi ngang qua nhà đèn, tôi bảo kiều nhị dừng lại. Chúng tôi ngậm cái bức chương mang dòng chữ đỏ: tại sao bạn lại mang bầu trên đạo? Và vẽ thuộc ngừa thai vòng xoắn. Tôi hỏi kiều nhị: em có sợ mang bầu trên đạo không? Nàng ghì chặt tôi: trước khi gặp anh em rất sợ. Tôi hiểu nỗi sợ hãi của kiều nhị, nhưng tộc khổ khổ của tôi đầy rẫy những sợ hãi. 10 năm kháng chiến chống thực nhân Pháp, đã bao nhiêu phụ nữ sợ hãi như kiều nhị hôm nay. Tây phương đã đem tới Việt Nam sự khai phóng tự do dân chủ bằng hàm hiếp diệt chóc, đột phá rồi bỏ rơi Việt Nam linh binh trên biển khơi. Để chịu đựng hàm hiếp diệt chóc và bụng xịn ban phạt hạnh phúc định cư, bây giờ em không sợ à? Không, bây giờ em mong có bầu. Tôi dìu kiều nhị bước: ngày mai anh dẫn em lên gặp ông cao ủy xã hội, nhờ ông ấy chứng nhận chúng ta đã thành hôn. Nàng cũng quýt: thật hở anh, thật. Nhờ không nhờ gì cả, yêu là chấp nhận tất cả. Tiếng động cơ nhà đèn lấn át tiếng nói của kiều nhị. Tôi không nghe rõ nàng nói chi, cũng chẳng cần nghe. Khán giả coi vô tuyến truyền hình ngoài trời đã lục đục rạ đạm. Cảnh sát Mã Lai vẫn chơi vụ cầu trước cửa nhà tôi. Đêm ấy chúng tôi ôm nhau ngủ vùi. Đến đây Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần sau tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.